Chào mừng bạn đã đến với chú Trọc Homestay Sky Bar này. Đi vô homestay các bạn. Đây đầu tiên là gian bếp này. Gian bếp. Rồi, đi lên lầu, lên phòng. Các bạn nhé. Lên phòng. Mời các bạn cùng lên khám phá cái homestay ở đây. Đặt qua mạng giá 450.000 các bạn. Đây là quán cà phê ba ở cái homestay chú Trọc các bạn. Sky Bar Trọc. Quán này là trên sân thượng. Trên sân thượng. Nhìn nhà gỗ cổ kính nhưng mà cổ cũ á. Giờ này thì không có khách lên. Mấy cái bàn ghế gỗ cổ không các bạn, cũ. Cái này từ 18 giờ mới mở cửa mà để mới có người lên bán để cho khách ở thôi, chủ yếu là khách ở thôi các bạn. Nhìn xuống đường này. Nhìn xuống đường. Hôm nay có cái tủ nước uống, bia giảm 5% kìa khi quyên góp cho các em nhỏ. Đơn sơ vậy thôi nhưng mà ngồi cũng khá thú vị các bạn. Chiều tối lên đây ngồi. Cũng có cái loa nhạc đủ thứ. Quán cà phê tại homestay. Mình xuống lại để cái phòng của mình. Homestay ở đây mình ở là $450.000 các bạn. Đây là cái gian chung mà. Phòng mình ở là phòng toilet, là một cái phòng khác đây các bạn. Đây là cái hành lang mình ngồi này. Làm anh ngồi nhìn ra đường. Toilet cũng lịch sự các bạn. Toilet cái dầu gội, sữa tắm và kem đánh răng đầy đủ, dầu gội chai đàng hoàng các bạn.
máy nước nóng nữa, đầy đủ tiện nghi cơ bản, có máy nước nóng lạnh. Ở đây là một cái phòng đơn này các bạn, một cái phòng đơn. À, phòng đơn. Phòng đơn này thì mình cũng không biết giá nó như thế nào. À. Phòng đơn này giá nhiêu ta? Chắc chừng 200 mấy 300 ha. À, còn mình ở phòng đôi thì giá 450 ngàn các bạn. Phòng đôi giá 450 ngàn. Có thể ở 4 người được. Cái phòng này nó có toilet riêng nè. Có máy lạnh. Xinh xinh, có bộ bàn ghế hai cái giường. Cái kệ nhỏ nhỏ đây. À, phòng cũng trang bị xinh xinh các bạn. Homestay phòng đôi đây, giá 450 ngàn. À, cái hai cái giường trệt để dưới cái đệm, trang trí cũng rất là xinh. Có bộ ghế sofa và có cái ghế nằm đung đưa, ghế tre. À, cửa có hai cái cửa, lồng cửa, một cửa nhìn ra đường hết các bạn, nhìn ra đường, nhìn xuống đường. Và có cái hành lang lối đi phải không? Có cái đồng hồ giá nữa, 450 ngàn một phòng cái này các bạn, có thể ở 4 người, à 4 người gia đình. À, còn đây là phòng đôi mình ở các bạn, phòng đôi mình ở là cho nên đã hơi bự bộ đó, nó giường như vậy. À, có cái ghế bộ sofa rồi cái bộ bàn ở đây, rồi có cái một cái ghế may cái dài này nè. Cửa sổ mà hai cái cửa sổ luôn bự luôn. À, hai cái giường nó thấp, nó làm cái dạng pallet kê lên để hai cái nệm thôi. À, nhìn ra cái lối hành lang đi. À, đi ra khu vực sinh hoạt chung và khu toilet. À, kế mình là cái phòng đơn hồi nãy các bạn, đây cái phòng đơn hồi nãy là cái phòng này đây ha, còn đó là cái phòng chung. À, đây phòng sinh hoạt chung. À, còn ở trên này hồi nãy mình trên này là trên này đi lên quầy bar các bạn. À, hồi nãy mình đi lên rồi đó. Đây phòng sinh hoạt chung của cái người quản lý, người ta ở đây chủ yếu người ta ngồi đây, nhưng mà khách và có thể ngồi đây, ta ngồi đây uống trà. Có hai cái đàn guitar này nè ha, xinh xinh. À, homestay ở đây là homestay trọc các bạn, tên là trọc, chú trọc á, ở trên đường Lê Lợi, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Giá 450 ngàn một phòng đôi như thế này. Thì các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký thầy dụ ủng hộ kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. À, mình đã review cái khu homestay của mình ở cho các bạn thấy. Chào đi.